chuyện ngắn, chuyện mơ như thực, chuyện thực như mơ của linh mục Michael Võ Thành Nhân. Tập 2, câu chuyện thứ 4. Không bao giờ mẹ con nói tên người đó, cha ơi. An táng bà xong, người con cả của bà đến thăm tôi. Anh nói lời cảm ơn tôi vì tôi đã dâng thánh lễ an táng cho bà. Anh kể cho tôi nghe về một câu chuyện mà mẹ của anh vẫn không chịu nói ra. Chết thì bà mang đi, chứ không bao giờ bà chịu nói tên người đó ra vì bà đã bỏ qua cho người ta rồi. Câu chuyện như có vẻ huyền bí, nên tôi tò mò hỏi anh, bởi tôi thấy bà là một người mẹ tốt lành. Tôi không nói bà là người vợ hiền, nhân hậu, đảm đang, mặc dù bà có những đặc điểm này. Vì khi tôi biết bà thì chồng bà đã chết từ lâu, bà chỉ sống và lo cho các con của bà mà thôi. Nhìn cách sống của bà với con cái là tôi cũng đoán ra cách sống của bà đối với chồng. Giả sử như chồng bà vẫn còn đang sống với bà cho đến ngày hôm nay. Câu chuyện anh ấy kể về mẹ của anh cho tôi nghe như thế này. Năm 1978, quê của anh xảy ra nạn dịch cào cào, châu chấu, lại thêm nắng hạn gay gắt cho nên mất mùa lúa, dẫn đến thiếu gạo ăn. Lúc này, khoai mì, khoai lang, bắp, củ chuối là những lương thực có thể nói là chính để thay thế cho cơm gạo hàng ngày. Có những người không đủ khoai để mà ăn nữa là khác. Hạt gạo lúc này rất quý, chỉ dành để nấu cháo cho những người bệnh và các em bé nhỏ mà thôi. Riêng người lớn của những gia đình khá giả, một tuần chỉ ăn vài ba bữa cơm độn là vui vẻ lắm rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, ai có lương thực gì thì cũng phải lo tiết kiệm, tích trữ, bảo vệ. Đầu mùa mưa năm 1979, các hạt giống được dân làng của anh gieo trồng xuống đất. Sau lúc gieo trồng khoảng hơn một tháng, thì có rất nhiều gia đình thiếu ăn cho đến khi thu hoạch vụ bắp mới. Nguyên nhân sự thiếu hụt này là do vụ mất mùa năm trước. Có những gia đình thiếu ăn khoảng nửa tháng, có những gia đình thiếu ăn một tháng, thậm chí có nhiều gia đình thiếu ăn đến hai tháng. Với những gia đình thiếu hụt như vậy, thì đi vay mượn những gia đình có dư giả chút ít để rồi khi thu hoạch sẽ trả lại. Những gia đình dư giả cũng sẵn sàng giúp đỡ cho những gia đình thiếu trước hụt sau. Riêng với gia đình của anh, sau mùa thu hoạch khoai mì năm trước, mẹ anh để lại khoảng nửa sào cho vụ năm sau, phòng có cái mà ăn lúc gieo hạt cho vụ mùa mới. Những cây khoai mì sau thời gian nắng cháy của mùa khô dường như nó bị hãm lại, mất sức sống, lá rụng hoàn toàn, chỉ còn thân cây và một vài nhánh trơ trụi ở ngọn của nó mà thôi. Nhưng khi mùa mưa đến, nó ra lá xanh và lớn rất nhanh, củ của nó to hơn và luộc ăn cũng rất ngon. Cứ mỗi ngày, mẹ anh nhổ vài bụi mang về để độn vào cơm cho anh chị em của anh ăn. Lúc hết gạo, chưa có tiền mua thì mẹ anh luộc cho cả nhà ăn thay cơm. Ăn khoai mì nóng người lắm, nhưng cũng phải ăn để mà sống. Được như vậy là quý rồi. Đang khi đó, nhiều người không có để mà ăn cho đỡ đói. Lúc bấy giờ, có nhiều người thiếu thốn, cho nên xảy ra trường hợp đi nhổ trộm khoai mì của người khác. Vì vậy, ai có thì phải lo gìn giữ. Mấy ngày hôm nay, cứ sau đêm ngủ sáng thức dậy đi vào rẫy thì thấy mất trộm khoai mì. Người nào đó đã đi rất sớm để nhổ trộm khoai mì của nhà anh. Mỗi lần như vậy là mất khoảng vài chục bụi. Họ đã nhổ trộm hơn một nửa rồi. Theo đà này thì nhà anh sẽ thiếu ăn. Ngày đó, mẹ của anh rủ anh đi vào canh rẫy để xem ai đó đã làm như vậy. Đêm hôm trong rẫy thanh vắng, nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả như những bản nhạc hòa tấu làm anh ngủ rất ngon.
Mặc dù những tấm ván gỗ, bề mặt của nó gồ ghề được kê làm thành tấm phẳng trong cái chòi ọp ẹp nằm xuống, chẳng thẳng lưng chút nào. Vậy mà cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ mê say của anh. Riêng mẹ anh thì khó ngủ, ngủ ít hơn anh. Canh ba đêm tối, bà thức dậy rồi. Bà nhìn ra bầu trời, qua cửa sổ dưới ánh trăng vằng vặc. Rồi bà đảo mắt qua đám khoai mì. Bà thấy dáng người đàn ông đang lom khom nhổ khoai mì của bà. Bà không kêu anh dậy vì thấy anh ngủ quá ngon. Bà bước xuống tấm phẳng, nhẹ nhàng ra mở cửa, rón rén đi tới chỗ người đang nhổ khoai mì. Bà chiếu đèn và quát lớn: "Đứng im!" Bà là người phụ nữ mà quát lớn như đàn ông vậy. Tiếng quát lớn uy lực và quá bất ngờ đã làm cho người đàn ông nhổ trộm khoai mì đứng lặng như trời trồng. Người đó lại là người quen của bà ở xóm trên. "Ông xin bà bỏ qua đừng nói với ai. Nếu bà nói ra, ông sẽ không sống nổi. Ông sẽ bỏ xứ mà đi nơi khác. Mà biết đi đâu bây giờ trong hoàn cảnh đói khổ như thế này." Thương người, bà gật đầu đồng ý và để cho ông gánh những củ khoai mì nhổ được của bà về ăn, vì nhà ông cũng khổ lắm. Ông cảm ơn bà rồi gánh khoai mì đi về. Bà vào chòi, anh vẫn còn ngủ say. Bà đánh thức anh dậy, bà không kể gì cả. Anh ra đám khoai mì, anh thấy bị nhổ trộm, anh nói với bà: "Mẹ con mình ngủ canh rẫy mà cũng bị mất." Mẹ của anh nói: Ừ, con, mẹ con mình dở quá, mê ngủ quá nên không bắt trộm được." Mẹ của anh nói như vậy, nhưng anh nghi rằng mẹ anh biết, vì khi thức dậy, anh thấy quần áo mẹ của anh ướt sũng và lấm đất. Anh hỏi tới thì mẹ anh chối, nhưng cuối cùng thì bà cũng nói ra. Và bà nói với anh là bà sẽ không bao giờ cho ai biết tên của người đó. "Thôi, anh đừng hỏi bà nữa." Năm đó, nhà anh cũng thiếu ăn gần 2 tuần lễ. Con cái nhắc lại chuyện bị mất trộm khoai mì như là nguyên nhân của việc thiếu ăn này. Bà nói với các con của bà rằng là lời Chúa nói, cho kẻ đói ăn, mình giúp cho họ một bữa ăn. Khi họ đói là giúp cho Chúa. Chúa sẽ trả công bội hậu cho các con. Giờ phút này, bà đã về với Chúa. Anh và tôi hy vọng Chúa sẽ thưởng công bà trên trời. Tạ ơn Chúa, vì mọi sự tốt đẹp đều bởi Chúa mà ra.